Alo 1. Alo 1 1 2. Có mình là nó đầu tiên thay mặt toàn thể anh em cho mai em và đội mai táng sợ mai táng cho Hồng Quang đủ xuống gia đình Tây Nguyễn cùng các gặp chính quyền xa tay lời kính chúc mừng lời chào thân thương và trân trọng nhất. Nguyễn cùng các cặp chính quyền xa tay bày sách xưa có câu sanh ký từ quy sanh ly từ biệt vì đây người như mới hợp rồi tan kiếp phụ sinh nhân hòa luân hồi bày cỏ xanh thì phải có từ đường sanh tử ai cùng phải đi qua và ngày hôm nay là ngày mày hoàng của bà nó xa lìa trần thể quê chừng bước gốc và làm con với đức phật đôi sự chấp thuận của gia đình Tây Nguyễn cùng như tiền trụ cơ sở mày tán cho và anh em chúng cháu về đây và nhất gì đây thành tâm thành ý chịu cùng trong gia đình và Tây Nguyễn và sớm mà cho anh em chúng có dàn dựng lên một lớp ở ngoài cho thật về tiền lên cầu về đến nơi an nghỉ cuối cùng và nhiều lúc anh em chúng cháu làm nhiệm vụ có điều gì sai sót xin gia đình Tây Nguyễn niềm tình và thứ bò qua cho và các bạn trình diện bên cho anh em chúng cháu sẽ hoàn phép được bắt đầu đã tới giờ kiếp vực lưng thầy cúc thần thầu đề nhập gia khảo Thank you.
thành, thủy địa âm dương vậy kiên thành, sanh tử tử sắc đồng nhất ly, bối này võ tướng đồng hoàng, hãy kiên tướng phó hoàng, hãy mau mau lại đáo án tiền cho tôn sư dạy việc đó. Phần mau đó nha. Yeah.
6-7. Với một kính thưa quý vị, sau một hồi giao đấu và có công những con quỷ hung hăng cũng bắt được một kim tướng của quý vị ơi. Nếu những con quỷ hung hăng sẽ xử kim tướng này như thế nào, xin quý vị hãy hướng mắt về phía bên trên. Ai xuống đây cho bảy? Ai xuống bảy tay mày? Ai xuống dưới đây vậy mày? Hỏi không trả lời hả? Chạy hậu quậy đủ kìa ông nội ơi. Ai xuống dưới đây? Chạy hậu quậy đủ kìa. Chạy hậu quậy đủ xuống dưới đây làm gì mày? Nhậu. Nhậu mệt không? Mệt. Mệt cho nấu miếng nước đi. Chạy thôi. Mời để. Mời để. 6-7. Cái miệng nó hú quá ông nội ơi. Sáng mà đi xúc miệng vô miệng thú quắc kìa ông nội. Sáng sớm quá vô xúc miệng rồi. Uống nước đi mày. Ai cho mày uống nước cho mày? Vẫn một cái thường quý vị để thay đổi bầu không khí hôm nay. Anh em chúng cháu đưa ra một hai tiếng môn xiếc công phu. Mày có biết xiếc gì không? Nói cho bà con ở đây hết hồn cái coi. Nói là phải hết hồn luôn á nha. Nói thử nghe coi. Không có biết xiếc gì trời ông nội ơi. Trời ơi trời, ông nội mới giới thiệu cái bộ. Vâng, và kính thưa quý vị, bà con mình hồi nãy giờ cũng xem những anh nhạc lễ đẹp trai đánh trống hay thế nào. Bây giờ mình không nhờ đến anh nhạc lễ quýnh trống nữa nghe bà con, mà mình sẽ tưởng tượng cái lưng của nó là cái mặt trống. Mình đã ba hồi chống lệnh để tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Như vậy nhắm chịu nổi không mày? Hết xui. Vậy là kể như mày xui đi con. Đâu thằng nào bước ra coi. Nè mày có nhiệm vụ làm cái dùi. Đá cho cái lưng của nó tưởng tượng là cái mặt trống. Mày đá ba hồi chống lệnh cho đại ca tao không coi. Ông ngồi ông khoái cười quá trời à. Đá đi nghe chừng nào ông nói được mới thôi. Còn ông nói không được thì mày cứ đá từ đây tới sáng luôn cũng được nữa. Đá hoài đá mãi luôn. Đá chừng nào mà ông móc tiền ra nữa thì mới thôi. Không móc tiền rồi tao sao ba? Nếu ổng không móc tiền thì mày đi theo bà cụ về dưới luôn chứ sao hỏi. Mà trước khi đá ông nè, mày quay lại sau lưng á, mày hỏi đại ca mày nè, đây ra trạm xá gần hay xa? Ông cười ông nói kế bên kìa ông nội ơi. Bỏ sau đây là hồi chống đầu tiên. Xin được phép. Trời ơi. Cái đó chữa điểm ngàn nội. Võ sau đây là hội chống đầu tiên, xin được phép bắt đầu. Trời ơi thằng này nó chưa có ăn cơm ông nội ơi. Vậy có điểm không, có tính không mày? Anh chưa hậu ngu hay điệu tính. Trời ơi trời, tao đứng kế bên còn không nghe. Nè ông ngoại, gửi tặng cho mày 200 ngàn đồng. Một chút. Nè một chút, qua cả tiệm thuốc tây mua thuốc chạch cái quần uống vô ông nội. Thuốc lạ quá rồi, ở đây có bán không ông nội? Chút xíu rồi hỏi người ta mới biết. Trời ơi dán đó chết thiệt đó ông nội. Trời ơi có tiền bu ra quá trời luôn ha. Võ sau đây là hồi chống thứ hai, xin được phép bắt đầu. Nghe chưa đại ca? Trời ơi ông khoái ông cười. Đau dọ hả? Trời ơi trời. Nè ông khoái ông cười. Nhưng mà ông nói đá nhẹ quá, ông chưa có vừa lòng ông nội ơi. Đá làm sao nữa mới vừa lòng? Ông nói đá chừng nào mà mày chết luôn á. Vâng, và kính thưa quý vị, hai hồi chống lệnh linh cữu mới về tới Tây Ninh nè quý vị ơi. Thêm một hồi nữa linh cữu mới về tới Tây Phương. Và để thực hiện hồi chống thứ ba này, xin quý vị hãy cho anh em chúng cháu một tràng pháo tay cái bà con. Vỗ tay ủng hộ cái bà con. Nào quá trời bà con ủng hộ rồi. Nhắm về xứ nổi không mày? Trời ơi trời, không được cũng gán lết lết về các ông nội ơi. Gán lết về tới chạy hòm hoàng đủ đi. Rồi bảo tặng cho mày cái hòm đẹp giống trong nhà luôn. Chịu không mày? Không đâu. Còn hồi chống cuối cùng, thằng nào ra tiễn nó đi. Trời ơi ông nội. Trời ơi quýnh banh cái mâm người ta luôn rồi. Tiền đâu đền? Tiền đâu lụm bỏ cho nó đi. Giấu không mày? Ông nói cái này là tiền cho chung chứ không phải cho riêng đâu, giấu ông nội. Chứ mày nhét đâu?
quá trời ha. Mày có ai? Rồi. Giấu hả mày? Công nhận mày biết đường té quá ha. Té chúng toàn đàn bà với gái đẹp đẹp không ha. Đại diện bà chị trong gia đình ra gửi tặng cho mày thêm 50 ngàn đồng nữa. Người ta cho tiền biết cảm ơn không mày? Trời ơi trời, tao nói tiền cho chung chứ không phải cho riêng đâu, giấu hoài chi cho nó quýnh. Cảm ơn cái coi. Cảm ơn chị. Người ta đẹp vậy mà kêu bằng chị hả mày? Kêu gì? Coi trời, 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 trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đây hồi trống thứ ba, thằng nào bước ra tỉ nó đi. Để tao đó cho. Đá được không bất chân dữ vậy mày? Quý vị này hồi trống thứ ba, hồi trống cuối cùng mà chú ý. 1 2 3. Chưa có đá là la gì vậy mày? Làm đợi mày ơi. Chú ý. 1. Rồi mày chết này rồi mày ơi. Không dán đâu với phô câu vậy ông nội? Quỳ xuống mày. Trời đất ơi, nhét đâu vậy ông nội? Quýnh quay hồi trống cứ gần chuẩn bị. 1 2 3. Trời đất ơi, đá đâu vậy ông nội? Trời đất ơi, đá banh cây khách người ta ơi. Mày tự hiểu đi chứ sao? Sao mày dám chịu nổi không mày? Nè, trước khi mày chết, mày có nhắn nhủ gì bà con ở đây lần cuối nói đi mày? Có gì nói ra hết đi rồi chết thằng ông nội. Trước khi tao chết á, nhớ kêu chị Hồng Hoàng đủ cho cái hòm đẹp giống trong nhà đi ông nội. Trời ơi là trời. Tiền ở đây không xin, đi xin hòm làm gì? Bà con ở đây tiền nhóc hết trơn không xin. Xin hòm hả mày? Nè mày bánh không lại bọn quỷ tụi tao sao mày? Trời ơi, lỡ. Nè lỡ đi. Thôi ơi. 1 2 3. Mời đẻ. Sao đá mà chết chặt đầu mày lên? Chặt đầu mày. Đâu ơi? Khát mày. Dạ. Để đây con. Thay. Bệnh miệng sao nói thằng ông nội? Cái vậy?
Trời ơi. Sợ vậy. Trời ơi.